Ok cho anh em à, hôm nay lại gửi cho anh em ít cây cần câu nha anh em. Thì đa phần những cây này sẽ như là những cây cần chiên cho anh em câu lua nha anh em. Đó, câu lua, lua cá lóc, cá chẽm, cá măng. Đó. Thì có những cây cần máy đứng nè. Rồi bên đây sẽ là những cây cần máy ngang. Đó. Thì clip này thì mình bán với giá xem như giá thanh lý nhé. Cái những cây giống như cây số 1 nè. Đó, cây đây qua carbon mà chỉ có 300 gửi thôi. Đó. Mấy cây này thì chưa sử dụng luôn. Đó. Giá cũng vài trăm. Rồi để mình lên cụ thể từng cây cho người xem. Shop bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không có clip shop lên á thì em gửi về shop nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Gửi mọi người cây số 1. Thì cây số 1 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Daiwa nha anh em. Đây, một cây Daiwa. Đó. G-Pod. Đây. Gapit carbon nhé. Đây. Phôi carbon nha anh em. Đó. Thì cái này nó dài sẽ là 1m6, dài 1m8 nha anh em. Đây, dài 1m83. Nó lua từ 3 đến 14 g, lai từ 4 đến 10, lai từ 4 đến 8 lb. Hàng sản xuất tại Hàn Quốc Korea nha anh em. Cái này thì độ cứng nó sẽ là cứng ngăn lờ. Fan của nó sẽ là fan Fuji nhé. Đây. Đó. Đây. Fan keo thì nguyên zin hết luôn. Fan nó bị ra tan một tí nè, đó. Nhưng mà tổng thể ngoại hình còn tổng thể thì câu vẫn được nha anh em. Ok. Thì cái này nặng là 129 g, đọt 1 ly 8, bát là bát Daiwa luôn nha. Đó. Thì cái này mình bán với giá dạng như thanh lý cho anh em, giá là 350k nha anh em, 350k cộng ship cái số 1. Và cái này nó bị lỗi một cái là đây, cái fan này nó bị rạn keo như thế này. Đó. Thì anh em về lấy keo 502 anh em chấm vào anh em câu bình thường nha. À, mình rút lắc thì nó vẫn còn cứng nha. Đó. Thì cần mình bán thanh lý giá cần sao thì mình báo anh em vậy thôi. Đó. Cái này anh em về lua chẽm ngon lành nè. À, lua chẽm, lua rằm. Đó. Còn miếng chẽm lá là ngon lành. Cần này ok nhé. Rồi cây số 1 giá 350k cộng tiếp. Cây số 2. Cây số 2 gửi cho mọi người vẫn một cây cần carbon. Đây. Sẵn nha anh em. Cây này carbon sẵn quăng. Bát của cần sẽ là bát Fuji, fan cần sẽ là fan Fuji. Cái này sáng đẹp lắm nha mọi người. Đây. Carbon trắng rất là đẹp nha. Đây. Keo chỉ cái này thì nguyên zin không lỗi. Fan Fuji. Carbon trắng tới ngọn luôn. Đó. Thì cái này một cây cần của hãng Alpha Taco. Đó, một cây dài là 1m8 nha anh em, một cây này dài 1m8. Đó, đây anh pha tắc cổ nha, dài 1m8. Đây, đó, carbon sáng đẹp nha mọi người. Thì cây này ngoại hình tương đối ok, dài 1m8, nặng là 99 g, đọt 1 ly 8. Thì cái này độ cứng tầm khoảng ngăn l ml. Cái này lua từ 3.5 g đến 10.5 g, like. Cái này độ like thì nó không có like chắc mát tầm khoảng 10 lb nha anh em. Đó. Cái này để cho anh em câu lóc, câu chẽm nè. Câu lóc thì anh em câu bằng mồi giả thôi nha. Đó. Câu chẽm thì anh em câu mấy con ni nâu á, ngon lành. Đó. Câu cá măng. Nhà 1m8 thì anh em có thể câu ngâm, đa dụng luôn. Rồi, giá công khai cây số 2, giá là 550k nha. Carbon sẵn. 550k cộng tiếp cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 gửi cho mọi người là một cây cần của Shimano. Cây này còn túi luôn nhé. Đây, cây này một cây cần của Shimano. Fan của cần sẽ là fan xích ngon nha nè. Fan xích, Fuji xích. Đây mọi người, fan xích nhé. Sử rất là bóng. Bát cần sẽ là bát Fuji. Cán cần sẽ là cán mút Daiwa. Cán rất là đẹp. Đây. Thì cây Shimano này thì nó để như thế này. Một cây Shimano bay game. Được sản xuất tại Indo nha anh em. Cần rất là ok. Thì cái này 2m1 nha mọi người, 2m1. Đọt cái này sẽ là đọt thấp, đọt đặc. Cái này chắc dạng chiên về cho anh em lua, mà dạng lua mực rồi anh em. Đó, chứ không phải dạng lua cá nữa. Đây. Phần còn fan xít nha mọi người, fan xít. Nó buộc trong trắng, cần thì nguyên zin. Đó. Cái này dạng lua mực câu ngâm nè. Đó. Anh em có thể câu cái này thì dạng anh em lua, mà dạng anh em lua chẽm thôi. Lua chẽm, lua đầm, lua mấy cá mú, cá hanh, cá cháp thì ok. Đó. Đây.
thì đọt nó đây, đọt nó dạng tương đối dịu như này, nó thế này đó. Hoặc anh em có thể đánh gung, cây này đánh gung ngon là quỳ đọt nó dạng dịu thế này đó, thấy không? Đó, nó dịu khúc đọt nha anh em, vì khúc này là khúc tháp nha, đó, tháp nguyên zin của hãng, cần tương đối đẹp, ngoại hình ít xây sát, cần Shimano, hàng Indo đó. Mấy cây này ở Nhật họ bán giá cũng rất là cao nha anh em, đây là một cái hàng Indo fan ship hết luôn, fan rất là xịn. Thì cái này nặng là 130g, dài 2m1, đọt bọc ly 2, giá công khai cây số 3, giá là 850k nha anh em, 850k cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 gửi cho mọi người một cây cần của hãng ABY Pencil đó. Hãng này của Korea nha anh em, cây này của Korea. Thì cái này còn hợp nè, còn tuổi luôn. Và cây này độ mới nó gửi tầm khoảng 100% nha anh em, cây này chưa có sử dụng. Đây hàng của Korea. Thì cái này nó dài là 1m68, đọt bọc ly 7, nặng là 100g. Thì cái này độ cứng của nó sẽ là ML, vì nó lua sẽ được là 3.5g đến 17.5g, lai từ 6 đến 14 lb, giá công khai cây số 4, giá là 700. Thành phần carbon của nó sẽ là 99% nha mọi người. Đó, còn tuổi luôn nha, hàng chưa qua sử dụng. Đây, cần rất là mới và đẹp. Đây, phôi là phôi carbon sơn ánh kim nè, đó, đó, phen Fuji, đây, phen Fuji đỏ xám, bát hãng, máy ngang, đây, càng rất là đẹp, đó, vì hàng chưa sử dụng thì anh em yên tâm, đó, cái này dài là 1m68 thì anh em chuyên về cho anh em dạng câu địa hình mà gặm gạp nhé anh em, đó, càng dài khó quăng á thì anh em lấy càng ngắn nè, quăng, ngon lành nhé. Đây mùa chuẩn bị tới mùa nước nổi nè, anh em vô ruộng nè, vô mấy cái bụi lùm câu đầm gì đó, câu mấy cây này ngon lành. Đồ cứng ML thì này thì anh em có thể câu nhớ thật được, câu nhớ thật nhớ hơi thải ra đó, máy ngang nha mọi người, một cây máy ngang còn rất là đẹp. Đây đó, quá ok nhá. Rồi giá công khai cây số 4, giá là 700 nha, 700k cộng ship, đó là một cây cần chua sử dụng nhé. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Daiwa. Đây, một cây Daiwa Jupiter. Cây này thì còn tuổi nhé, tuổi sắp hướng dẫn. Thì cây Daiwa Jupiter này thì nó dài là 1m83, đọt 1.7, nặng là 135g. Và một cây này là một cây cần cũng chưa sử dụng luôn nha anh em. Thì cái này nó độ cứng sẽ là ML, nó lô từ 6 đến 14g, lai từ 6 đến 14 lb, lô từ 5.25 gram đến 17.5 gram. Đó, giá công khai số 5, giá là 800. Một cây cần chua sử dụng hàng Daiwa, giá 800. Thì cái này cũng sản xuất của Korea nha nè, Hàn Quốc sản xuất. Đó, để các bạn đàng hoàng lại. Đây, đây hàng chua sử dụng nha nè, cán bục, cán còn lớp ni lông nè. Đó, phen cái này sẽ là phen carbon nha nè, phôi sẽ là phôi carbon trắng quăng, phen là phen Fuji nhé. Đây, đây, phôi carbon nha anh em, bát Fuji, càng rất là mới, đó, ngon lành cành đào nha mọi người, đó, đây, cái anh em về lua lóc, lua chẽm thỏi ra, cây máy ngang nha anh em, máy ngang về lua thỏi ra, đó, giá cũng tương đối ok, giá là 80, giá là 800k. Đó, một cây Daiwa ngon lành nhé. Rồi giá 800k, cây số 6, cây sẽ là cây số 7 nha nè. Cây số 7 là cho mọi người là một cây dạng hàng hiếm. Thì đây, đây là một cây cần của hãng Kencat nha mọi người. Đây, một cây cần Kencat. Đó, cây này thì của sản xuất tại Hàn Quốc nha nè, Hàn Quốc, fan là fan Sitcon nha mọi người, fan Sitcon, vàng chói luôn. Cây này thì cái miếng bao ni lông ở đây vẫn còn nè, đó, phôi là phôi carbon, fan là fan Fuji Sitcon, đó, fan xịn nha anh em, chứ không phải là dạng fan điểu đâu. Đây, đó, bát của là cần sẽ là bát canh cát, cần thì còn rất là mới luôn, độ mới cái này cũng ra tầm khoảng 93-95%, rất là mới. Đây,
càng rất là đẹp nha mọi người. Đó, một cây càng mấy ngang rất là đẹp, đây, cực kỳ xuất sắc nha. Đó, cây này anh em về đua lóc ngon nè, đua lóc, đua cá chuối, đua cá sọt nè, đua chẽm cũng ngon lành luôn. Thì cái này nó dài là 1m68 thôi nha anh em, dài 1m68. Anh em câu mà cái địa hình nào gặm gạp thì cây câu cây này ngon lành. Đọt là 2 ly 1, nặng là 115 g, và cái này độ cứng của nó sẽ là ML nha anh em. Độ cứng ML thì nó lua từ được từ 3.5 g đến 10.5 g, lai từ 6 đến 12 lb. Giá công khai cây số 6 giá chỉ còn 1.4 triệu thôi nha anh em, 1.400.000 cộng tiếp cây số 6. Một cây càng đẹp nhé, cây càng xuất sắc. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 là một cây càng canh cát còn hợp, còn hợp còn tối luôn, hàng trưng bày đây, hàng Korea nha anh em, hàng Korea xuất nhật. Thì đây một cây càng canh cát dài là 1 mét, dài là 1m98, dài 1m96 nha anh em, dài 1m96, đọt 2 ly 2, nặng là 160 g, và cái này độ cứng của nó sẽ là độ cứng M. Cây này thì nó lua từ 7 đến 28 g, lai từ 10 đến 20 lb. Giá công khai cái số 7 giá là 1.500.000 nha anh em, 1.500.000 cộng ship cái số 7. Cây này giá mới của nó ra tầm khoảng 16.000 yên, nó ra tầm khoảng hơn 3 triệu mấy nha anh em. Giá này chỉ là nửa giá mới thôi. Mà cây cần thì anh em, cây này một cây hàng lứt, hàng trưng bày. Càng rất là đẹp. Cái mốt ni lông của nó vẫn còn nè mọi người. Anh em mua mấy cái cần cán bằng này thì anh em lấy cái cán bằng này, nếu còn rất là mới là chứng tỏ là ta rất ít sử dụng. Cây này thì còn ni lông luôn, dạng hàng trưng bày, mua tại cửa hàng nha anh em. Đây, phen vẫn là phen Fuji Sigon nha mọi người, Sigon. Bát vẫn là bát canh cát nè, đủ tem hết, cần rất là đẹp. Cây này anh em về mua sưu tầm cũng được, để trong nhà là sáng chói luôn. Cần mấy ngang nha mọi người, rất là đẹp. Thông số thì mình đã đọc, càng rất là đẹp nhá, ngon lành nha mọi người. Bu này, phèn này, xúc sắc nhá. Quá ok, cây càng rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số 7 giá là 1.500.000 nhé. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 gửi cho mọi người là một cây cần nội địa nha mọi người. Đây, cây số 8 gửi cho mọi người là một cây cần nội địa, cần máy đứng. Thì đây một cây cần của Daiko nha nè, Daiko nội địa Nhật. Daiko thì quá VIP này. Đây, fan của cần sẽ là fan Fujisit nha, fan Fujisit. Cán cần sẽ là cán bằng. Rồi, rất là mới nha, cái cán, nhìn cái cán đây nè, rất là mới. Bát cần sẽ là bát Fuji tem quang. Đây rồi, tên của cần đây. Đây là một cái cần cần của Daiko, hàng nội địa Nhật. Thì cái này dài 1m98 nha anh em, dài 1m98, độ cứng sẽ được cứng ngang L. Nó nặng là 110 g. Nặng 110 g, đọt của nó là 1 ly 5 thôi nha anh em. Thì cái này nó lai từ 4 đến 8 lb. Lua thì từ 4, lua từ 1, cái này lua từ 1.75 g đến 7 g thôi nha anh em, 1.75 g đến 7 g. Cần thì gấp rất là mới, foil là foil carbon. Cần Daiko này thì rất là chất lượng rồi. Đây, rất là mới nhá. Đây, phen ở đây xịn sò, buồn chống sẵn. Cái này anh em về lua chẽm ngon nè, lua chẽm câu hanh câu cháp đó, anh em có thể câu gung được, ngon lành nha. Câu lóc thì anh em, cây này anh em câu lóc dịch vụ, câu mồi mềm. Càng rất là đẹp, một cây càng Daiko xịn sò. Đây, phen keo chuẩn chỉ hết nha nè, rất là đẹp. Cây này ngoại hình theo cảm quan cá nhân đánh giá nó ra tầm khoảng 93-95% nha, rất là mới. Rồi, giá cũng hay cây số 8, giá 1.800.000 nha nè, 1.800.000 cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Abu. Đây, đây một cây cần Abu foil carbon, và cái này nó còn túi zin luôn nha anh em, còn túi zin.
Đây, vôi là vôi carbon nhé. Đó, có tem đàng hoàng. Cái bu này thì số bộ phen là phen xít hết cho anh em. Đây, xít hết luôn. Phu xít xít chân đen. Bát ra đây. Bát nó làm găng guốc này, rất là đẹp nha mọi người. Đó. Đây, abu. Đây. Abu hết tin, hết đẹp. Dòng Tinger. Thì đây mọi người, thông số của nó đây. Thì cái này vẫn vậy nha mọi người, nó dài là 1m98. Độ cứng của nó sẽ độ cứng M, độ cứng ML nha anh em, độ cứng ML. Và cái này đọt của nó sẽ là 1.7 ly, dài nặng là 119 g. Đó. Thì cái này nó lua từ 1.75 g đến 10.5 g nha anh em. Đó, 1.75 g đến 10.5 g, like từ 3 đến 10 lb. Đó. Cái này anh em về lua lóc chẽm công hoàng đế ngon lành. Đó. Vôi rất là đẹp nha. Đó. Phen chuẩn chỉ rồi. Đó. Cái này thì nguyên zin, chưa độ chế lên phen lên keo gì hết. Buông nó đây. Vôi carbon trắng rất là đẹp. Cầu hanh, cầu chạp cũng rất là ngon. Một cây cái đây qua, một cây abu. Cái bát của nó gặn sẽ có tiếng gắt như nè. Đây. Đó. Rất là ngộ độc nha nè. Rồi, giá công khai cây số 9, giá là 1.500.000 nha nè. 1.500.000 cộng ship cây số 9. Một cây càng carbon, phen ship giá 1.500.000. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 mình gửi cho mọi người là một cây, vẫn là một cây càng abu nha nè. Đây, một cây abu. Đó. Thì cây abu này, một cây abu hơn này. Tinger giống vậy luôn. Đó, nhưng mà cây này là một cây máy ngang nha mọi người. Cây này một cây cần máy ngang. Đó, đây. Ngoại hình thì còn rất ok rồi. Đó, rất là đẹp. Đó. Đây anh em. Phen vẫn là phen xít nha nè, phen xít. Vôi chỉnh chỉ hết. Đây, sẵn găng guốc nha. Buộc trong sẵn. Thì cây này dài là 1 mét, dài 1m98 nha mọi người, dài 1m98, đọt 1.7, nặng là 130 g. Đó. Và cái này một cây máy ngang, độ cứng sẽ là độ cứng M. Đây, độ cứng là độ cứng M. Thì cái này nó lua từ 5.25 g đến 21 g, like từ 8 đến 20 lb. Đó. Phen keo căng ok, chuẩn chỉ nhé. Rồi, giá công khai cây số 10, giá là 1.3 triệu nha nè, 1.300.000 cộng chip cây số 10. Đó, một cây carbon nè, đó, mới ken. Phen phen xít giá chỉ 1.3 triệu thôi nha nè, 1.3 triệu cộng chip cây số 10. Tiếp theo cây 11. Cây 11 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Kencat luôn. Đây, một cây Kencat. Cây này thì dạng chuyên về cho anh em săn hàng nha anh em. Kencat Truman Go. Đây. À. Cái này là một cây cần Kencat dài 2m1, số bộ phen là phen Fuji Sit chân gòn. À. Đây, Sit gòn nhé. Đây. Đây. Bát là bát Kencat. Cần thì rất là mới rồi. À, mấy cây này dạng chuẩn chỉ mới ken. À. Cái này 2m1 thì chuyên về cho anh em dạng câu lóc gừng săn hàng. Đó, câu bạo lực, câu nhỏ thập. Cái này độ cứng nó để độ cứng M nha nè, độ cứng M. Nhưng mà xét về thông thế phải thì cái này nó rơi tầm khoảng H luôn anh em. Đó, H mà H dư sức. Bát đây, bát rất là đẹp nha. Sẵn rất là đẹp. Thì cái này nặng là 160 g, đọt 2.3 ly, dài 2m1. Thì cái này nó lua được từ 10.5 g đến 35 g. Đó, 35 g thì anh em câu nhá thật là vô tư. Nó like từ 12 đến 25 lb. Đó, giá công khai cây số 11 giá 1.500.000 nha nè, 1.500.000 cộng ship cái 11. Một cây cần rất là mới nhé. Tiếp theo cây 12. Cây 12 gửi cho mọi người một cây cần khá nổi tiếng. À, thì đây một cây cần, dòng cần của abu. À, thì đây là một cây cần abu, phôi là phôi nano. Đây, nano carbon nha anh em.
định vị lóng càng rất là đẹp. Hồi sẵn này chuẩn chỉ rất là đẹp nhé. Bát cần sẽ là bát Fuji, phen cần sẽ là phen micro, phen nhỏ nhé, phen nhỏ ôm cần luôn. Càng rất đẹp. Cây này dài sẽ là 2m11 nha anh em, dài 2m11, nặng là 120g. Đọt là 1 ly 8. Sẵn tới ngọn luôn nha anh em, định vị đàng hoàng. Buồng chống sẵn. Càng rất là đẹp. Được gọi là xuất sắc luôn mọi người. Cây này Abu hàng của China xuất Nhật nha mọi người. Tem mát đầy đủ. Sẵn đẹp đẽ nhé, rất là đẹp, phôi keo chuẩn chỉ hết. Thì đây thông số nó đây mọi người, rất là đẹp kia càng. Thì cái này dài 2m11, độ cứng của nó sẽ độ cứng M, và cái này nó lua từ 5.25g đến 24g, like từ 8 đến 20 lb. Fan của nó đây, tên đây, Micro System. Thì giá công khai cây số 12 giá là 1.600.000 thôi nha anh em, 1.600.000 cộng ship cái 12. Thời điểm trước thì cây này nó rơi tầm khoảng 2.500.000 đó mọi người, giá khá là giảm so với thời điểm trước nhé. Tổng thể ngoan đẹp cái 12 giá 1.600.000. Tiếp theo cái 13, cây cuối cùng trong clip này lên cho mọi người, cái 13 gửi cho mọi người một cây cần của hãng Majorap nha anh em. Đây tem của nó đây, Majorap. Thì đây một dòng cần Majorap Laser. Thì cây này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98. Độ cứng của cần sẽ là độ cứng MH, chuyên về cho anh em dạng câu bạo lực. Chuyên về cho anh em câu bạo lực nha anh em. Dài 1m98. Bát cần sẽ là bát Fuji. Bát rất là đẹp nha mọi người, bát sơn ánh kim này, rất là đẹp. Phen cần sẽ là phen Fuji Sheet nha mọi người, phen Sheet, phen bóm bóng lưỡng luôn. Đấy. Cần thì tổng thể ngoại hình thì nó có xây sát li ti thôi. Đây sức dâm nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi anh em. Phần còn lại thì rất là đẹp. Đây. Rất ok nha, bu trong sẵn chỉnh chỉ với mọi người. Thì cái này độ cứng MH thì nó lua từ 7 đến 28 gram, like từ 12 đến 20 lb nha mọi người. Phôi đẹp. Cái này về cho anh em câu nhớ thật nhé, săn hàng. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 1.300.000 nha anh em, 1.300.000 cộng ship cây 13. Ok, Majorap. Rất ok nha. Cái này đọt nó sẽ là 2 ly 3 nha mọi người, đọt 2 ly 3, phen đẹp. Phen ship hết. Chuẩn chỉ, xây sát trước xăm nhẹ, nó trước chốc keo nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì. Rồi giá công khai cái mù ra giá 1.300.000 cộng ship. Rồi đó tổng cộng 13 cây cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt để shop xuống hỏi, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.